quy định đánh thuế cao hơn với người có nhiều đất, nhà ở. Không còn là đề xuất trên nghị trường nữa, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 37 về chương trình đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, quản lý và sử dụng đất tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Theo đó, nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý, sử dụng đất, Chính phủ yêu cầu quy định mức thuế cao hơn với người sử dụng nhiều đất, nhà ở, đầu cơ đất, chậm sử dụng đất, bỏ hoang đất. Đồng thời, Chính phủ nhấn mạnh cần hoàn thiện cơ chế xác định giá đất, trong đó bỏ quy định về khung giá đất tại các văn bản quy phạm pháp luật, có cơ chế, phương pháp xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, có các quy định để đẩy mạnh thương mại hóa quyền sử dụng đất, có chính sách khuyến khích phát triển thị trường quyền sử dụng đất, nhất là thị trường cho thuê đất nông nghiệp, xây dựng quy định để thị trường bất động sản hoạt động công khai, minh bạch, không để thất thu thuế.